chủ. À, tôi về rồi nè. Cô có gặp ngạc nương của tôi không? Tiểu chủ chảy máu rồi, hoàn cảnh của ngạc nương tôi thế nào, sức khỏe có tốt không? Cô có nghe tôi dặn là không được nói cho mẹ biết hoàn cảnh của tôi chứ? Nô tỳ không phụ lòng nhờ cậy, hầu phu nhân vẫn khỏe, cuộc sống cũng tốt hết. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tiểu chủ sao bất cẩn quá vậy? Sao các ngón tay bị trật hết rồi? Không có gì đâu. Nếu tiểu chủ không thích theo qua, hay là nô tỳ chuẩn bị bút mực cho cô luyện chữ nha. Không cần đâu. Còn không thì nô tỳ ấu nhạc mới cho tiểu chủ nghe. Đợi khi nghe quen rồi, ngón tay cũng lành lặn, tiểu chủ tập luyện sẽ dễ dàng hơn. Đủ rồi, đủ rồi. Những lúc này cô còn kêu tôi làm nhiều chuyện để làm gì chứ? Trong công viên hy này, cô kêu tôi tấu nhạc cho ai nghe, viết chữ lớn kèm theo qua cho ai coi chứ? Cô ở công viên hy chỉ là tạm thời thôi, nô tỳ tin chắc không bao lâu nhất định sẽ được ra ngoài. Bây giờ tôi không cần cô dạy đời tôi. Ở thời điểm này tôi nên làm gì, nên nghĩ chuyện gì bản thân tôi biết rất rõ và hiểu rất rõ hơn cô kìa. Cảm ơn cô lần này đã đi giùm tôi. Cô làm ơn đi làm đi. Nè, làm gì vậy? Cô dẫn tôi đi đâu? Đi theo tôi. Tôi không đi. Cô có biết ngạc nương của cô rất trông mong cô không? Cô tự buông thả mình ở đây. Cô biết kêu tôi nói với ngạc nương của cô là cô vẫn khỏe, nhưng bản thân cô lại tự đầy đọa mình. Cô thử suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu cô là ngạc nương của cô, thấy con gái của mình như vậy cô sẽ thế nào? Thật ra so với tôi cô đã sung sướng lắm rồi. Ngạc nương của cô vẫn còn sống, chỉ cần cô phấn đấu cô vẫn có cơ hội gặp được mẹ. Tôi nghĩ nỗi đau con muốn thảo mà mẹ không còn còn đau khổ hơn gấp trăm lần so với tâm trạng hiện giờ của cô. Nếu tôi có thể kiên cường, tại sao cô không thể? Bao đỏ này là lúc tôi từ biệt hầu phu nhân đã nhét cho tôi. Bất cứ lúc nào hầu phu nhân cũng nghĩ cho cô trước, làm chuyện gì cũng chỉ vì cô. Tại sao cô lại nhẫn tâm ngay cả chút hy vọng bà dành cho cô cũng không thực hiện được? Ngữ kiệu thông hành tránh ra. Từ nay cô muốn ở lại cung viên hy hay là ngồi trên kiệu hầu hạ hoàng thượng? Cô tự suy nghĩ kỹ đi. Ngồi trên kiệu hầu hạ hoàng thượng, cô tự suy nghĩ kỹ đi. Tiểu chủ về rồi. Đừng khuya khó đi, chân của tôi đã mỏi lắm rồi. Tôi biết, cho nên tấm thê hoa này ác phải có người làm thay. Hy vọng tiểu chủ đừng chấp nhất. An Xuyến đã quyết định giùm cô. Tôi không trách cô đâu, bởi vì tôi đã suy nghĩ kỹ. Nếu phải dùng đôi chân để đi khổ sở như vậy, tôi chẳng thà làm người ngồi kiệu.